Chứ thật ra ngày xưa em sống với ba mẹ, chứ còn bà ngoại nghĩ là mình khuyết tật, mình không có đi đâu đâu nên là không có giấy tờ. Tới tới lúc mà bước chân lên thành phố rồi, lúc đó mới đi làm giấy tờ, giấy tạm vắng rồi chú gì cũng có, giống như là mình đang sống qua vòng pháp luật vậy. Giống như là gia đình em chỉ có biết là có hai người con thôi, không biết em là người thứ ba. Hàng xóm ở gần đó chừng nào quen lắm người ta mới biết thôi, tại suốt ngày đâu có ra ngoài đâu nên ta đâu có. Em vịn cái chân, cái tay vừa vịn chân rồi vịn dép rồi em đi. Hồi đó cái anh ở xóm đó, là nói em là bò lết ở dưới đất đó, dơ không có làm được. Do đó là chặt ra đi câu sấu. Ở dưới quê em có câu là cái gì bỏ đi đó, thì chặt ra để câu cá sấu. Có nghĩa là bỏ là không còn sử dụng được nữa nên là chặt câu sấu. Bởi anh mới nói là què lết như thế rồi cũng không có làm được gì đâu, chặt ra câu sấu còn sướng hơn, có con cá sấu còn sướng hơn là có em, tại cá sấu bán còn có tiền nữa. Võ Thị Hoàng Yến là người có tố chất kiên cường bẩm sinh. Cho dù khuyết tật do sốt bại liệt ập đến với cô lúc lên ba, và cho dù lớn lên trong hoàn cảnh đầy những rào cản, nhưng tất cả vẫn không làm cô ngã gục. Không như đa số người khuyết tật, khi đã hoàn tất việc học, có bằng thạc sĩ ở nước ngoài mà vẫn bị coi là không hợp khả năng làm việc, Yến đã tự chọn cho mình một hướng đi riêng. Cô nói, tôi tư duy bằng khối óc chứ không phải bằng đôi chân của mình. Kể từ đó, Yến luôn đi tiên phong trong phong trào quyền cho người khuyết tật tại Việt Nam. Cung cấp dịch vụ xã hội cho người khuyết tật không phải là món quà, mà là quyền của họ. Và sao không là gió là mây. Yến thành lập Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD vào năm 2005. Hầu hết các chương trình hay trung tâm hỗ trợ người khuyết tật vẫn còn áp dụng mô hình từ thiện. Những mô hình từ thiện này thì không giúp được người khuyết tật nâng cao năng lực của họ. Ở DRD, chúng tôi nỗ lực giúp người khuyết tật thay đổi nhận thức trước. Chúng tôi giúp họ nhận thấy họ cũng là con người có đầy đủ giá trị và khả năng. Họ chỉ cần được tạo cơ hội để phát triển khả năng này. Hết sức là vui thích trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Và đầu tiên là sẽ mời nhóm My Future. Các bạn, các em sẽ lên có một màn biểu diễn. Kính thì lên trên đây thì thấy nó rộng lớn. Thấy mình giống như là mình rơi vào một thế giới khác. Trước kia em rất là rụt rè trong cuộc sống. Em ít tiếp xúc với mọi người. Có các chị cùng hoàn cảnh với mình nên là chia sẻ những cái kinh nghiệm nào mà các chị đã từng ở dưới quê, đã cũng từng có người giống như hoàn cảnh mình, thì ta chia sẻ động viên an ủi thì mình càng ngày mình càng thấy nó gần hơn nữa. Thì từ hồi tham gia đi đi tới giờ là em có lửa hơn rất là nhiều. Đến nay DRD đã hỗ trợ cho hơn 3.500 đối tượng hưởng lợi và luôn đón chào những người mới đến với các hoạt động của mình. Đa phần người khuyết tật bị cô lập ngay trong chính gia đình của mình.
Do đó họ cần ai đó để lắng nghe và hiểu những khó khăn họ gặp phải. Tôi thường lắng nghe câu chuyện của họ trước, rồi kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Việt Nam không giống như Mỹ và các nước phát triển khác. Ở các nước phát triển, họ có đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật. Còn ở Việt Nam chúng tôi chưa có hệ thống như thế, nên chúng tôi luôn khuyến khích người khuyết tật thay đổi cuộc sống. Làm điều gì đó có ích chứ không phải chấp nhận số phận. Giống như là ở chương trình DAD có một cái cuộc tập huấn nói yes với tất cả mọi thứ. Say yes có nghĩa là cái gì mình nghĩ được, mình làm được. Thường thì người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn khi đi ra ngoài cộng đồng. Do đó, các thành viên DRD đang ấp ủ và thực hiện một chiến dịch về một thành phố không rào cản cho tất cả mọi người. Một môi trường tiếp cận hơn, thân thiện hơn sẽ mở ra một cánh cửa để trẻ khuyết tật, người khuyết tật có cơ hội đến trường, đi làm, đến những nơi mà họ muốn. Đó mới là cách để giúp người khuyết tật thay đổi cuộc sống. Trước mặt thì thật ra cái công trình này là bản đồ tiếp cận của nhóm mình nghĩ ra, thì ngoài cái bệnh viện tiên, cái chợ thú, là cái nhà hát mình là... Các bạn đến bệnh viện thì mình không biết là cái ấn tượng đầu tiên của các bạn. Các bạn nhìn thấy là muốn dơ được không phải? Trước khi kết thúc chương trình, mỗi người tham gia đều viết ra giấy những ý tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn và đặt nó trên một cái cây mà chúng tôi gọi là cây ước mơ tiếp cận. Chúng tôi dùng tất cả các cách hỗ trợ. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ học bổng mà còn giới thiệu việc làm, tập huấn kỹ năng cho người khuyết tật. Chúng tôi tổ chức những đêm nhạc, những hoạt động thông qua các sự kiện, hội thảo. Không giống như các trung tâm khác chỉ hoạt động ở một lĩnh vực duy nhất, hoặc là việc làm, hoặc là học bổng. Chúng tôi tổ chức các hoạt động đa dạng để người khuyết tật đến với hội quán và tìm được niềm vui. Dạ, để bảo vũ cho vị giám khảo. Thành tựu lớn nhất của Yến và DRD là thay đổi nhận thức về vấn đề khuyết tật. Người khuyết tật đến với DRD để nhận ra vẻ đẹp và phát huy tiềm năng của mình, giống như vừa bước ra khỏi những căn phòng tối ám và thoát khỏi những hàm cá sấu kinh người. Tôi và các đồng nghiệp vẫn nuôi ước mơ về một trung tâm cộng đồng dành cho người khuyết tật. Như quý vị biết đó, chúng ta có nhà văn hóa thanh niên, có nhà văn hóa phụ nữ, nhà văn hóa thiếu nhi, nhưng chúng ta lại chưa hề có nhà văn hóa cho người khuyết tật, nên chúng tôi ao ước có một trung tâm như thế. Bên dòng ngày sống và ước vọng để thấy đời mây mông và sao không là gió là mây để thấy trời. Mặt trời gieo hạt nắng.